Rồi hello anh em ha. Cuối năm này, gần cuối năm anh em xả hàng luôn anh em. Anh em nào cần máy cưa xích thì alo em ha. Lô này mới rửa hôm qua nè ha. Mấy máy nhỏ nè nè. Đây gạo bóng mư. Đây cục ít tên Huna. Anh em cần máy thì alo em ha. Chứ cần phụ tùng máy cưa xích thì alo em luôn anh em. Đây nè, bốn con siêu phẩm của em nè anh em. Bốn này bốn con Huna nè nè. Huna của Thị Điển nè nè. Con này là con lớn của 272. Con này là Hu 42 nè, con Hu 353 nè, Hu 135 nè. Anh em cần sát thì có alo em luôn. Quá trời kìa. Trời đây đàn luôn anh em. Con cặp Sinewa 350 nè, anh em hải miền Tây giờ alo em luôn. Rồi anh em cần máy cưa thì alo em ha. Phụ tùng máy cưa nữa anh em. Đây nó là mới về chưa có vệ sinh nè anh em. Cái này là mới về nè ha. Đi vệ sinh ha. Còn bên đây là sát anh em. Sát phụ tùng không à. Anh em cần cứ alo em luôn. Rồi anh em cần alo em ha. Số điện thoại em có để trên bài đăng anh em. Rồi em đọc số điện thoại luôn ha. 0944 78 77771. 3 số 7 anh em. Số 1 nha. Không anh em nhìn trên bài đăng đây là có số điện thoại em à.